món ăn đấy là mình đo hết, nếu không là ô nhiễm, mình bỏ, vì không tiêu, không tiêu. Cái đó năm ngoái là hơn trăm hạt đó. Hơn trăm hạt. Ừ. Mọc sao? Cái hồi năm kia phải không? Cái hồi đấy em cho anh đủ một ký, thấp hơn. Đủ cho anh một ký á. Ở đây là độ cao mà vườn trên kia càng thấp hơn. Đúng rồi, 10 mà thấy nó xòe ra đây mà. Anh đó có Lê Văn Thành. Ừ, đó, đúng là hồi đấy anh đủ cho anh. Đó là em bỏ bé trên kia, để lát trên kia. Đó là em ngâm 5... Cái đấy quy ra là tính ra mà tỷ mấy rồi. Này. Nhiều từ lý luận, cũng là cùng lên đường, cũng là như thế nào khác biệt. Cái này là tam cây đây. Cái này tam cây. À, đây là cây. À. Đây cái này. Đây một cô hết đây. Tam cây. À. Đó là do chắc cũng còn bài lạng. Tam lạng. Cậu bắn lọ ha. Ừ. Nếu mình tính thì cái lúc ra này nay mình lấy cả đó. Đúng rồi, xin núi. Mình trước là lấy ở trên đá. Ừ. Ba khi anh về thôn ba này hồi đấy mua mà chắc được một lạng á, mà anh mua hồi đấy 120 cho nghìn á, mà ba củ nó dài này cái củ xanh nhá, xanh củ xanh đó là cây đá hồi 2003. Lo tôi là chưa thì không đỡ đâu, có đại cái đầu lên thằng thò mới già thì mới nó sơ tách này, cậu đây thì trước tách này, nhiều thuốc tiêu cái này nó sơ sơ từ lạ này cũng có được tiện, còn người lạ này già tắc mình lo đấy, mình lo cái đây mình lo như vậy như cho hà miền Nam pel. Đây là không đây thường vào nghề cùng tập kim ha, đúng để hôm nay là chúng mua cái lúc mình trồng đang kia nó mòn mưa đó, mưa sau đó mòn sâu mưa nó chảy nó thành cái rãnh sâu hắm rồi. Cái này là phải từ cái đoàn Yeah, thank you.
Ini ablok. Lang. Itu merik.